anh. Hôm nay em có mệt không? Em không, công việc của em mà. Anh thương em lắm. Anh là đàn ông con trai mà chả làm được gì cả, để bạn gái mình phải vất vả thế này. Anh nè, em đang cố gắng cho tương lai của chúng mình mà. Đợi một năm nữa, anh ra trường xong rồi, em sẽ gánh vác tương lai cùng với em. Sau này có công việc, anh sẽ làm việc chăm chỉ. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em, để em không phải vất vả đi làm như này nữa. Nhưng mà ngày mai là hạn cuối cùng nộp học phí rồi, mà anh thì... Sao anh không bảo sớm? Đây, em có một ít tiền lương, anh cứ cầm lấy mà đóng học. Anh nhớ là học thật tốt, mọi thứ cứ để em lo. Anh yêu em, anh mang ơn em, và chỉ yêu một mình em thôi. Anh này, em đang ở chỗ làm. Anh quên mất, anh xin lỗi. Sau này anh sẽ chăm chỉ làm việc, bù đắp cho em, để em không phải vất vả đi làm thế này nữa. Anh đi nhé. Em mời anh ạ. Em. Anh đang trong giờ làm của em mà. Anh biết thế, nhưng mà có việc gấp quá. Hôm nay là hạn cuối cùng nộp học phí rồi, mà anh không xoay được ở đâu cả. Nhưng mà hôm nay đâu phải ngày lĩnh lương của em đâu. Anh báo gấp như thế thì em biết vay ai bây giờ? Anh biết là khó cho em, hay là em xin ứng lương trước đi, hoặc là em vay ai đấy cũng được. Nhưng mà... Linh. Anh. Linh cầm đây. Không sao đâu, bao giờ có thì đưa cho chú cũng được. Linh chỉ vay Trung 2 triệu thôi. Cảm ơn Trung nhá. Em... Anh xin đấy, anh cảm ơn. Anh yêu em. Chị Linh ơi, đi xin cho chị cái này nhá. Hôm nay ngày nghỉ không có người, chị có nhá. Vâng ạ. Em đang tới rồi ạ. Vâng ạ. Đi đâu? Em thích đi ạ. Anh. Đây là ai? Anh Khánh. Cô ta là ai ạ? Cô còn hỏi tôi à? Tôi là người yêu của anh Khánh. Bạn, anh Khánh? Bạn anh nói vớ vẩn. Anh, có phải sáng nay anh đến quán lấy tiền của em đưa cô ta đi chơi đúng không? Coi như tôi vay của cô được chưa? Anh ơi, anh đừng có làm em thất vọng. Thôi. Anh lo mà giải quyết cho xong khoản nợ này đi. Làm mất thời gian của em quá rồi đấy. Em không dạ. Cô nói cái gì? Thất vọng á? Hả? Cô nhìn lại cô xem, từ đầu đến chân có chỗ nào xứng với tôi không? Hả? Người ta thì xinh đẹp, giỏi giang, lại còn hào phóng nữa, chứ không tàn tiện như cô. Hóa ra là từ đầu anh lợi dụng tôi. Đấy là tôi tôn trọng mối quan hệ này. Còn bây giờ tôi với cô chấm dứt. Linh đưa cho Trung. Linh, có chuyện gì à? Kìa, có chuyện gì thì nói đi, đừng có như thế. Anh Khánh, anh ấy đã lừa em. Cái cậu mà hay đến đây tìm Linh á? Là con nhà quê. Em đã cố gắng
cố gắng thật nhiều để cho tương lai của cả hai. Thôi, Linh đừng khóc nữa. Với kẻ bội bạc như thế, Linh khóc làm cái gì? Hắn ta không xứng đáng với những giọt nước mắt của Linh đâu. Bây giờ Linh phải chứng tỏ bản thân của mình, để cho hắn thấy được là bỏ Linh là sai lầm lớn nhất của cuộc đời hắn. Anh nói đúng. Bây giờ em phải chứng tỏ bản thân của mình. Em phải cố gắng tìm một công việc thật tốt để có một tương lai thật là giàu có. Rồi em sẽ chứng minh cho hai người đó thấy em không phải là một đứa tầm thường. Đúng, đây mới là Linh. Nhưng mà bây giờ em phải bắt đầu từ đâu? Hay là Linh làm cộng tác viên bán hàng cho Cỏ Cây Hoa Lá đi. Anh đang làm ở đấy, công việc rất là ổn định đấy. Nhưng mà sao anh làm ở đấy rồi còn làm ở quán này nữa? Thực ra Chúng muốn được gần Linh. Chúng đã mến Linh từ lần gặp đầu tiên. Chúng chỉ muốn nhìn Linh mỗi ngày. Thôi được rồi, bây giờ chúng sẽ giới thiệu cho Linh làm cộng tác viên bán hàng cho Cỏ Cây Hoa Lá với những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp an toàn, chất lượng thì từ thiên nhiên. Ban đầu làm việc ở đây Linh sẽ hơi vất vả đấy, nhưng mà Linh phải kiên trì vào nhé. Đỡ gì, chứ kiên trì với cả chịu khó là nghề của em rồi. Đấy, trông Linh cười có phải xinh hơn không? Với lại, làm cộng tác viên cho Cỏ Cây Hoa Lá sẽ có rất là nhiều chính sách ưu đãi, rất là hấp dẫn. Đặc biệt, khởi nghiệp chỉ với có 1,2 triệu đồng. Linh đợi chung một chút nhé. Đây Linh xem, đây là những sản phẩm của công ty, Linh xem đi. Sạm hết cả da của em rồi. Xách có mỗi hai cái túi đổ thôi mà cứ lề mà lề mề ra. Khổ quá, trời nắng mệt. Phải từ từ chứ. Ô,
người yêu cũ của anh phải không nhỉ? Mấy năm không gặp mà trông em chả khác gì nhỉ? Này, anh tưởng là cái nghề đứng đường chỉ làm ban đêm thôi chứ, ban ngày mà cũng đứng trên ngành như thế này á? Em có đông khách không? Việc của tôi không liên quan đến anh, còn hơn cái loại anh chỉ có bám váy đàn bà. Bây giờ anh vẫn không khác gì xưa nhỉ? Này, em nhầm rồi nhá. Cuộc sống của anh bây giờ lên cung trăng rồi, chứ không nghèo bền vững như em đâu. Anh yêu này, cũng may ý, mà ngày xưa anh bỏ được cô ta, chứ không bây giờ à. Kéo lại trở thành bọn bảo kê cho cái con đứng đường này rồi nhở. Này, hai người làm cái gì đấy à? Mày thằng nào? À, mày là khách của con này đúng không? Được thế nào? Anh ngậm cái mồm lại. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là người yêu của Linh. Tôi yêu cầu hai người đừng có mà xúc phạm giám đốc kinh doanh với tôi. Lúc thì mày bảo là người yêu, lúc thì mày lại bảo là giám đốc kinh doanh của mày. Chúng mày đóng kịch được đấy. Linh giờ đã là một giám đốc kinh doanh tài giỏi, chứ không còn nghèo hèn như xưa nữa đâu. Anh hiểu chứ? Nếu trước kia anh không phản bội Linh và không từ bỏ tình yêu mà Linh đã dành cho anh, thì bây giờ người ngồi trên chiếc xe này cùng Linh là anh, chứ không phải léo đéo theo sau làm đầy tớ cho một con đàn bà. Mày, mình đi thôi em. Linh,